Vâng, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh JT. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với cái series hỏi 2 đáp chuẩn phần 10. Và thì cứ mỗi cái dịp thứ bảy thì tôi lại chia sẻ với bạn cái series này. Thì chắc chắn một cái điều rằng là thông qua cái video hôm nay thì nó đã một trong những cái vấn đề mà rất là nhiều bạn hiện tại đang quan tâm. Và phần 10 hôm nay với một cái tựa đề đó hỏi hai đáp chuẩn 10 dùng mẹo thành công với kiếm tiền YouTube có ổn không. Đây là một cái vấn đề mà tôi sẽ trả lời luôn cho các bạn khi các bạn đang xem cái video này. Đó là trên mạng YouTube khi chúng ta đi làm và chúng ta thực hiện thì cũng có rất là nhiều cách để chúng ta có thể dùng mẹo. Và trong những đó thì có những cái mẹo mà chúng ta thể thấy rằng là có những mẹo thì cũng chia làm hai trường phái. Một trường phái chính đạo và một trường phái tà đạo. Thì với cái trường phái mà chính đạo thì chúng ta không nói rồi. Những cái trường phái đó thì nó hiển nhiên rằng là chúng ta thực hiện, chúng ta mẹo, nó chỉ rút ngắn cho chúng ta một chút thời gian. Và nó khiến là chúng ta có thể đạt được cái mục đích nó nhanh hơn một chút. Còn về cái trường phái là trường phái tà đạo, khi chúng ta dùng mẹo đó là chúng ta dùng một số những cái thủ thuật mà áp dụng những cái điều mà YouTube họ cấm để rồi chúng ta vẫn thực hiện, chúng ta vẫn làm. Và cuối cùng chúng ta sẽ không đạt được cái mục đích. Thường thường với lại những cái thuật toán khi họ chưa update thì chúng ta dùng thoải mái. Nhưng khi họ đã update rồi chúng ta dùng những mẹo đó vào thì chắc chắn là nó sẽ không ổn. Đó là cái lý do làm sao mẹo nó sẽ có nhiều cái hướng mà các bạn có thể lựa chọn. Và thì hôm nay nói về cái vấn đề mẹo đó thì trong 5 cái câu hỏi hôm nay tôi trả lời cho các bạn thì nó cũng có một số những cái vấn đề mà các bạn đang sử dụng những cái mẹo đó, các bạn thực hiện. Vậy thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái việc đó là thế thì những cái mẹo đó bây giờ chúng ta dùng được không? Và rồi chúng ta sẽ khắc phục nó như thế nào? Và ngay cái câu hỏi đầu tiên đã có rồi. Bây giờ tôi sẽ trả lời cho các bạn ngay lập tức đây. Câu hỏi đầu tiên có hỏi rằng là anh cho em hỏi kênh bơm view, bơm sắp có bật được kiếm tiền không? Đây là cái điều mà tôi phải trả lời cho các bạn rằng là tôi đã chia sẻ cho các bạn ở rất là nhiều những video hay những buổi phát trực tiếp. Tôi có nói rằng là cái tỷ lệ 1 trên 10 hay 1 trên 100. Cái vấn đề này tôi nói phải trên dưới 15 lần rồi. Và thì chắc chắn một điều bạn có thể thấy rằng là khi tôi đã chia sẻ vấn đề này cực kỳ nhiều thì bản thân là còn rất là nhiều bạn vẫn còn hỏi đến cái vấn đề này. Thì bạn thấy một cái điều rằng là các bạn đang khá là lười học và cũng rất là lười xem video. Đây là video kiến thức mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn rất là nhiều cái giá trị trong đó. Nhưng các bạn không chịu học, không chịu nghe. Thì đó là một phần lỗi là do các bạn. Và rồi các bạn học không có tâm và làm không có tâm thì cái hiệu quả các bạn kiếm tiền nó cũng sẽ không có. Bên cạnh đó thì đó là tôi nhắc khéo các bạn vậy thôi. Nhưng bây giờ tôi muốn trả lời cho các bạn ngay để rồi cho các bạn nghe thêm một lần nữa. Coi như lần hôm nay là lần thứ 16 đi. Tôi gõ đây là con số 16 đi. Thế thì khi các bạn sử dụng những cái thủ thuật mẹo này, đó là các bạn bơm view, bơm sắp tới để có thể bật kiếm tiền nhanh. Thì chia sẻ bạn rằng là theo cái kinh nghiệm mà chúng tôi làm và theo kinh nghiệm những cái đội ngũ mà tôi support hay những cái kênh mà tôi hỗ trợ hay những anh chị em mà có dùng cái dịch vụ này chia sẻ cho những cái bạn mà thích đi tàu nhanh thì chắc chắn một cái điều rằng là khi các bạn dùng cái mẹo đó là bơm view bơm sắp vào ấy, thì cái tỷ lệ bật kiếm tiền của bạn nó cực kỳ thấp. Ở cái thời điểm hiện tại khi YouTube họ có những cái thuật toán về tụt sắp, họ có những thuật toán quét những cái kênh mà spam. Họ có những cái điều mà soi tất cả nội dung kênh của bạn. Nó theo một cái form, một cái cách để có thể nhìn nhận rằng là kênh đó đang là kênh dành cho người dùng hay kênh đó đang sử dụng một cái cách mà nó khác thường. Thì chắc chắn là kênh của bạn nó sẽ ra đi. Đó là cái tỷ lệ xấu. Còn cái tỷ lệ đa số là các bạn sẽ không được bật kiếm tiền. Và có được bật kiếm tiền đi chăng nữa, đó là các bạn đang nằm trong một cái tỷ lệ may mắn 1 trên 10 hoặc 1 trên 100. 1 trên 10 là cái tỷ lệ cực kỳ may mắn. Đó là 10 kênh các bạn được bật được một kênh. Còn cái đa số nó sẽ nằm trong cái tỷ lệ đó là 1 trên 100. Một cái tỷ lệ cực kỳ thấp. Là 100 kênh chỉ được bật một kênh. Thì bạn có thể thấy rằng là nếu là một cái người mới, là cái người mà các bạn bắt đầu đi kiếm tiền trên YouTube thì tôi khuyên các bạn không nên mua view mà cũng không nên mua sub. Các bạn hãy triển khai xây dựng nội dung tốt để rồi các bạn có thể làm tốt cái công việc nội dung đó và bạn phát triển thì chắc chắn rằng là cái số lượng view hay số lượng sub nó sẽ đến với các bạn ở một khoảng thời gian nó gần nhất thôi. Tôi biết rằng là tâm lý các bạn khi vừa bắt đầu làm thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nội dung mình tạo ra ít người xem quá, các bạn chán. Cái điều đó thì chắc chắn rằng là ngày xưa tôi cũng như các bạn. Và rồi rất là nhiều người kia họ là cao thủ, họ là những bậc thầy, họ cũng như các bạn. Và từ đó bạn thấy rằng những nội dung các bạn tạo ra nó sáng tạo thì bản thân YouTube khi họ thấy nội dung bạn hay họ cũng sẽ đề xuất. Chứ không phải rằng là bạn thấy rằng là video không có người xem, nản chí quá, buồn quá, áp dụng phương pháp tàu nhanh, mẹo, thủ thuật, bơm đi bơm sắp vào để bật kiếm tiền. Cái điều đó là không có. Mà nếu như điều đó nó mà có ấy, thì tôi cũng phải chia sẻ các bạn một điều rằng là chính bản thân tôi sẽ là cái người đầu cơ thứ đó. Tôi sẽ đi bơm view, bơm sub và tôi sẽ có nhiều kênh tôi bán cho các bạn. Đó, thì bạn thì thấy rằng là đấy, người ta thực hiện, người ta còn chưa làm được. Và nếu như có làm được thì tỷ lệ đó nó còn phải mất quá nhiều những cái công cụ, rồi là mất quá nhiều những cái thứ mà đổ vào trong đấy. Thì tôi khuyên các bạn một điều rằng là nếu như bạn có thời gian và bạn thích vui đùa trên YouTube thì bạn có thể áp dụng thủ thuật này. Còn nếu như mà bạn mà muốn thử vận may thì bạn cũng nên áp dụng thủ thuật này. Còn đặc biệt rằng nếu như bạn muốn kiếm tiền YouTube lâu dài và bền vững thì tôi khuyên các bạn không áp dụng thủ thuật này. Đơn giản thế thôi. Đó là câu trả lời số 1 dành cho bạn đặt ra câu hỏi này. Và tôi tin chắc rằng khi các bạn xem, các bạn cũng sẽ vỡ ra được cái vấn đề như thế. Và lần này là lần thứ 16. Tiếp theo câu hỏi thứ 2. Em có một người bạn nói chạy quảng cáo YouTube là nhanh bật kiếm tiền. Vế thứ 2, chạy quảng cáo YouTube là sẽ được nhiều tiền hơn. Ví dụ như bỏ ra 100 triệu thu về x2 hoặc x4 số lần tiền. Hai điều đó có đúng không anh? Thì chia sẻ với bạn về cái việc đó là chạy quảng cáo YouTube là bật kiếm tiền, là nhanh bật kiếm tiền. Thì đây là cái điều mà trả lời là nó đúng. Nhưng nó đúng theo từng trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là các bạn làm nội dung về content, nội dung sáng tạo, nội dung YouTube cho phép. Khi bạn chạy quảng cáo YouTube, tức là chạy quảng cáo của AdWords, thì bạn thấy một điều rằng là lúc đó bạn sẽ kéo được người xem thông qua những cái số tiền của bạn thu về. Đó là những cái lượng khán giả mới, họ sẽ view cho cái kênh của bạn. Và có những cái khán giả từ nhiều những cái kênh channel khác họ xem cho kênh của bạn. Và khi họ chạy quảng cáo, nội dung content của bạn tốt, nội dung hay, thì cái tỷ lệ người xem họ sẽ giữ chân lại và họ sẽ trở thành fan trung thành của bạn. Thì chắc chắn rằng là từ cái điều đó bạn sẽ đủ điều kiện bật kiếm tiền. Và lúc đó thì chắc chắn rằng YouTube sẽ xuất hiện cho bạn rất là nhanh. Và thực sự đúng là bật kiếm tiền nhanh thông qua cách đó thật, nhưng nó hơi tốn. Cái trường hợp thứ hai đó là kênh channel của bạn là kênh re-up, và kênh đó hoặc là kênh đó là kênh bán content. Khi bạn áp dụng cái thủ thuật chạy quảng cáo này thì chắc chắn rằng là nó sẽ lãng phí cái số tiền của bạn. Bởi vì có những cái chủ đề ấy, khi các bạn chưa biết rằng là YouTube nó có cho bạn kiếm tiền hay không, thì bạn chạy ấy, thì bạn sẽ có rủi ro là bạn mất trắng cái số tiền đó. Đó là cái điều mà thực sự. Và rồi thì chắc chắn một cái điều bạn thấy rằng từ hai trường hợp đó bạn thấy rằng là cái tỷ lệ bật kiếm tiền nhanh nó ở đây. Đó chính là các bạn sẽ kiếm được 1.000 người đăng ký nhanh, 4.000 giờ nhanh, nhưng chúng ta tốn tiền. Đấy. Thì còn tùy vào cái trường hợp đó là trong đấy còn phụ thuộc vào kỹ năng của các bạn chạy quảng cáo. Đấy, bạn chạy quảng cáo theo cái ngách như thế nào, theo chiến lược ra làm sao, rồi bạn có một cái hệ thống mã trận như thế nào, thì bạn có thể thấy rằng cái hiệu quả của bạn đúng thực sự nó nhanh thật. Và cái này tôi khẳng định các bạn nó là đúng. Tiếp theo cái vế thứ hai. Vế thứ hai đó là chạy quảng cáo YouTube sẽ được nhiều tiền hơn. Ví dụ bỏ ra 100 triệu thu về được x2, x4 và có thể lớn hơn, đúng không? Thì chắc chắn một điều chia sẻ với bạn rằng cái này còn tùy vào từng trường hợp. Tức là khi các bạn đi theo dõi những cái khóa học cao hơn hoặc khóa học chuyên sâu liên quan về chạy quảng cáo, đặc biệt rằng là các bạn tham gia vào một số những cái đội ngũ team mà ngày xưa họ làm về chủ đề kit, họ hay áp dụng cái phương pháp này. Nhưng nó có một cái điều rằng là rất là nhiều người cũng đã từng mất cực kỳ nhiều tiền, mất đến hàng trăm triệu, có đến hàng tỷ trong cái việc sử dụng cái phương pháp này. Đó là cái lý do làm sao trên YouTube các bạn nghe thấy một số những cái ông vỡ nợ, nó là như vậy. Bởi vì khi các bạn chạy quảng cáo, bạn phải hình dung rằng chúng ta phải định hướng là từng trường hợp, từng chủ đề chúng ta đang chạy là cái gì, đối tượng của chúng ta hướng tới khán giả nó là ai. Và nếu như cái số tiền bạn tung ra ấy, để làm sao Google họ kéo người dùng về cho bạn ấy, sau này cái người dùng đó trở thành fan trung thành và họ sẽ chia sẻ với bạn ấy, thì cái hiệu quả doanh thu của bạn nó xảy ra là có. Nhưng nó có một cái vấn đề rằng là có những cái chủ đề ấy, bạn vừa chạy quảng cáo và đã mất trắng số tiền đó rồi. Tôi ví dụ đơn giản, trên mạng thì có những chủ đề liên quan về tài chính, bảo hiểm, những cái chủ đề đó cực kỳ đắt. Nếu như bạn làm YouTube về chủ đề đó mà bạn chạy thì coi như bạn cu tèo. Tức là cái tỷ lệ mà kích chuột nó khá là cao này. Tiếp theo đó là cái lượng người xem nó cực kỳ kén này. Rồi là có những cái vấn đề ví dụ như bạn làm một kênh channel kiến thức như tôi chẳng hạn, nhưng ở trong đó bạn không có khóa học, bạn kéo quảng cáo về nó chỉ kiếm view thôi, thì coi như bạn cũng cu tèo. Vậy nên là tùy vào những cái trường hợp các bạn sẽ chạy quảng cáo về cái mảng này để có thể bỏ ra một số vốn và để chạy. Chứ không phải là trường hợp nào các bạn cũng sử dụng phương pháp chạy quảng cáo để kiếm nhiều tiền Vì nếu như chạy quảng cáo bạn kiếm nhiều tiền ấy, thì cả cái thế giới này họ đều chạy hết. Và đặc biệt những cái ông nhiều tiền ấy, thì ông ấy sẽ bỏ vào ông chạy. Đó là cái lý do làm sao cái trường hợp này các bạn biết được nó là tốt. Đó là họ có những kế hoạch chạy quảng cáo, họ có những dự án, họ làm về những cái việc mà nó còn sâu xa hơn, chứ không phải họ đang kiếm tiền thông qua cái số view. Thì bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ hiệu quả. Còn nếu như bạn chạy quảng cáo mà nghĩ rằng là bỏ ra 100 triệu và thu về được x2, x4 số lần đấy, thì chắc chắn là hiệu quả đó là không có. Và nghĩ như thế là sai lầm. Và tôi cũng thêm cho các bạn một cái câu trả lời nữa. Bạn sẽ phải nghe kỹ về cái việc đó là đừng dại mà chạy quảng cáo. Vì khi bạn triển khai bạn nào ấy, thì khi đầu bạn vẫn chưa nhảy số ấy, thì bạn thấy rằng rủi ro nó cực kỳ cao. Như tôi đã nói, tức là khi bạn chạy quảng cáo, kỹ năng bạn kém, bạn chạy quảng cáo, bạn không xác định được chủ đề, bạn chạy quảng cáo, bạn không có chiến lược cho tương lai, thì coi như các bạn sẽ mất số tiền đó mất trắng. Và tỷ lệ các bạn vỡ nợ là cực kỳ cao. Còn nếu như các bạn có một kế hoạch, các bạn có được sự tư vấn, các bạn có được cái nền tảng tốt, thì hiển nhiên rằng là bạn đầu tư ra, bạn sẽ thu được lợi nhuận. Đó là cái điều mà bạn thấy rằng là trên mạng online lúc nào nó cũng có mặt trái mặt phải. Và nó không chỉ có mặt trái mặt phải mà nó có rất là nhiều mặt. Nó giống như là một cái hệ quy chiếu không gian vậy. Rồi rằng là nó không phải là con dao 2 lưỡi mà nó là con dao 3 lưỡi. Đó là cái lý do làm sao chia sẻ các bạn ở câu hỏi thứ 2 này. Tiếp theo đó chính là cái câu hỏi thứ 3. Thì bạn này có hỏi rằng là làm YouTube có nên tay nước theo mưa không? Em thấy nhiều nhóm em tham gia họ đều dạy thế. Hiệu quả bật kiếm tiền thế nào ạ? Anh cho em lời khuyên được không? Anh trả lời vào thứ 7 nha. Em cảm ơn anh. Thì chắc chắn là khi các bạn thực hiện, bạn thấy rằng là đây là một cái thủ thuật và cũng là một cái mẹo để cho các bạn có thể kiếm được cái lượng người đăng ký tới và kiếm được cái lượng giờ xem cực kỳ tốt. Về cái việc đó là có nên sử dụng thủ thuật này hay không, thì tôi chia sẻ với bạn rằng cái mẹo này hay và hãy dùng. Đây là một cái xu hướng mà khi bạn làm YouTube bạn sẽ phải nắm bắt nó. Nếu như bạn không nắm bắt nó ấy, thì bạn sẽ đi nó chậm, hoặc là nó đi theo đúng cái lộ trình mà kế hoạch đề ra. Còn nếu như bạn áp dụng thủ thuật này ấy, thì bạn có thể đi nhanh hơn 1/10 cho đến 1/2 cái số lượng thời gian các bạn đầu tư kiếm tiền trên YouTube. Bởi vì khi áp dụng cái thủ thuật này thì bạn thấy rằng là ngoài kia xã hội họ đang cần xem thứ gì, họ đang muốn thứ gì và họ đang thích cái gì. Nếu như bạn làm được và bạn triển khai được thì bạn có thể thấy một điều rằng là chúng ta sẽ được họ quan tâm kênh YouTube của chúng ta nó nhanh nhất và sớm nhất. Nhưng nó có một cái trường hợp đó là không phải chủ đề nào cũng té nước theo mưa được. Và rồi khi té nước theo mưa ấy, các bạn phải biết chọn, chứ các bạn không chọn bừa. Đó chính là tỷ lệ bật kiếm tiền nó có, nhưng nó có áp dụng cho những cái nội dung mà người ta sáng tạo theo chủ đề đó. Tôi ví dụ đơn giản cho các bạn. Bạn thấy rằng là những cái nội dung mà những cái tháng vừa rồi nổi cộm lên liên quan về nhạc chế, liên quan về gánh hàng chủ tịch, thì đó là cái điều là rất là nhiều những cái kênh mà họ làm, họ thực hiện những cái chủ đề đó. Thế thì bạn thấy rằng là nếu như kênh channel của bạn làm những nội dung tương tự như họ và dàn diễn viên ekip của bạn làm như họ, thì chắc chắn rằng nội dung của bạn sẽ được nhiều người chú ý quan tâm. Nhưng nếu bạn dùng cái cách đó, bạn té nước theo mưa bằng cái cách đó là bạn cứ làm bừa đi, nhưng trong đó chả thấy chủ tịch đâu và cũng chả thấy gánh ảnh đâu, thì hiển nhiên rằng bạn đang dính lỗi spam. Và rồi bên cạnh đó thì có những chủ đề các bạn phải lựa chọn nữa. Bật kiếm tiền các bạn phải biết chọn nội dung. Vì rất là nhiều bạn làm trên mạng, đôi khi các bạn không hiểu được cái bản chất một số những cái vấn đề nó cực kỳ nhạy cảm. Ở đây tôi muốn nhắc đó là một cái lời khuyên cho các bạn khi các bạn muốn té nước theo mưa. Đó chính là có những cái chủ đề liên quan về chính trị, liên quan về tâm linh, hay những cái chủ đề mà nó nhạy cảm khi các bạn chưa phân biệt được là ông nào đúng ông nào sai. Nếu như các bạn có một cái chiều hướng phân tích và cái điều đó nó không mang lại cái dư chấn nhiều và nó theo một cái xu thế, đó là xu thế đám đông, thì bạn sẽ là cái người mà té nước theo mưa nó tốt. Còn nếu như các bạn theo một cái xu thế mà dính vào những chủ đề nhạy cảm như tôi vừa nói xong, thì bạn có thể thấy rằng là bạn sẽ có rất là nhiều những vấn đề xảy ra quanh bạn. Và đặc biệt rằng là làm trên YouTube chưa được ra tiền nhưng đã ra tội rồi thì nó cũng sẽ không hay. Đó là cái lý do làm sao khi đã té nước theo mưa ấy, thì bạn phải thấy rằng phải té theo đúng nhiều trường hợp. Và rồi bạn thấy rằng là hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan về tâm linh, rồi là liên quan về những cái hiện tượng nổi tiếng đang xảy ra cực kỳ nhiều. Thì bạn có thể thấy rằng là những cái thứ đó bạn nên phải có sự lựa chọn không nên nằm bừa và không nên làm để ngắm view. Vì rất là nhiều bạn khi làm té nước theo mưa ấy, không hiểu bản chất và không hiểu cái cách để có thể thực hiện ấy, thì đa số làm video ra đúng là nó có được view và được xem nó nhiều thật, nhưng lúc đó các bạn chỉ ngắm thôi chứ bạn không đạt được cái hiệu quả gì. Đó là cái thứ làm sao mà khi các bạn thực hiện, các bạn làm, các bạn phải lưu ý để rồi khi chúng ta té nước theo mưa nó hợp lý thì các bạn sẽ bật kiếm tiền hiệu quả tốt. Và đặc biệt rằng nếu như té nước theo mưa mà bạn là cái người làm ra những cái nội dung vlog, bạn bình phẩm về vấn đề đó thì nó khá là hay. Nếu như các bạn thấy rằng là có một kênh channel mà các bạn là theo dõi ấy, đúng nào, đó là cái kênh channel Dương Neo ấy, thì bạn thấy rằng là đấy, cái anh đó, anh ấy chia sẻ, anh ấy làm những cái nội dung video cũng khá là hay thông qua những cái mảng mà té nước theo mưa, cũng khá là tuyệt vời. Nó mang tính chất sự kiện, bình luận và nhiều cái vấn đề. Cho nên là khi bạn làm, bạn thực hiện, nếu như bạn làm được như thế thì cái nội dung của bạn nó khá là tuyệt. Còn nếu như bạn làm mà bạn dùng những cái phương pháp đó là live show hình ảnh hay dùng giọng nói giả vào trong đấy thì hiệu quả nó cũng không đạt được hiệu quả tốt cho lắm. Đó là cái lý do mình chia sẻ bạn câu hỏi thứ 3 này. Tiếp theo đó là câu thứ 4, lý do kênh của em bị vô hiệu hóa kiếm tiền là gì ạ? Em chán quá, anh cho em cách giải quyết. Chia sẻ với bạn là cái trường hợp 1, khi các bạn gặp phải cái bức ảnh như trên hình đây, đó là tab kiếm tiền bị vô hiệu hóa, thì trường hợp 1 các bạn phải kiểm tra ngay cái nội dung kênh của bạn, đó là nội dung kênh bạn có đang vi phạm những cái chính sách của YouTube hay không, liên quan về bản quyền, nguyên tắc cộng đồng, hay là kênh của bạn có bị kích tặc hay cái vấn đề gì không. Rồi các bạn phải kiểm tra ngay cho mình đó là GA của bạn còn sống hay nó đã ra đi rồi. Thường thì GA của bạn nó sẽ ra đi đó, hoặc GA của bạn không được Google chấp nhận. Đây là hai cái thứ mà các bạn thường gặp nhất và đa số các bạn bị dính. Cái vấn đề nó là GA nó đã ra đi rồi thì nó sẽ ít gặp. Còn về cái việc là những cái bạn mới ấy, bạn tạo tài khoản ấy, bạn bị dính lỗi trùng lặp hay các thứ ấy, thì Google đang không chấp nhận tài khoản của bạn. Thì khi không chấp nhận thì coi như là bạn sẽ bị vô hiệu hóa tab kiếm tiền này. Cái vấn đề thứ hai, cái vấn đề mà liên quan tới một số các bạn ở trong network, thì bạn thì thấy rằng là khi các bạn nằm trong network, kênh của bạn nằm trong net, thì bạn thấy rằng là bạn bị net họ đá ra. Nhưng mà cái lỗi ở đây đó là GA của bạn đã chết rồi. Thì với cái trường hợp này là lỗi do bạn. Bạn đang kết nối cái kênh đó với lại một GA chết. Thì khi kênh bị network nó đá ra, đáng nhẽ ra là nó cái kênh YouTube đó ấy, nó sẽ tự động kết nối với GA ngay. Nhưng nó có một cái vấn đề đó là các bạn đã để cái GA nó chết rồi, thì cái tab kiếm tiền này của bạn cũng bị vô hiệu hóa. Tiếp theo đó là trường thứ 3. Cái lỗi này lại do cái lỗi mà các bạn rảnh quá. Đây là cái thứ mà mắc rảnh chứ không phải là rảnh. Đó chính là khi các bạn dùng cái tài khoản GA của mình ấy, chả biết các bạn có suy nghĩ về cái việc đó là một người chỉ có thể tạo một tài khoản GA hay không. Nhưng các bạn lại tạo hết tài khoản này là của bạn, tạo tài khoản sau này của bạn, sau nữa này của bạn, xong cuối cùng lại xóa đi, ngồi rảnh rỗi xóa đi. Và lúc đó thì như Google họ cũng gửi cho bạn về một cái trường hợp đó là cái lỗi bạn xóa tài khoản GA này thì nó cũng bị dính cái bức ảnh bên trên. Đó là ba cái điều mà thường gặp nhất, và đây là ba cái lý do làm sao bạn thấy rằng là tab kênh của bạn bị vô hiệu hóa kiếm tiền. Thì khi vô hiệu kiếm tiền thì cách giải quyết như thế nào? Thì ở đây mình chia sẻ bạn có hai cách. Cách 1 đơn giản là các bạn chuyển cái kênh mà hiện tại các bạn ấy sang một Gmail mới quản trị, rồi xong sút đít cái Gmail cũ đi. Nhưng mà có một vấn đề đó là ở cái Gmail mới đó đã có tài khoản GA, và cuối cùng bạn chờ kết nối là xong. Đấy là nếu như nó ngon ngành đào thì nó được như vậy. Còn vấn đề thứ hai, cách thứ hai đó là các bạn tạo kênh mới. Bởi vì khi các bạn xét ba cái trường hợp này và cả cái nội dung của bạn đang vi phạm quá nhiều nữa, thì cách tốt nhất là bạn nên triển khai và làm kênh mới, còn không nên suy nghĩ vấn đề gì tiếp theo nữa. Đó là hai cái hướng mình chia sẻ với các bạn. Tiếp theo câu hỏi số 5. Đổi tên kênh YouTube có ảnh hưởng gì không? Đổi chủ đề YouTube có ảnh hưởng không? Đây là cái điều mà rất là nhiều bạn có hỏi trong những luồng phát trực tiếp rồi. Rồi cũng rất là nhiều bạn đặt ra bình luận và mình đã trả lời rồi. Chia sẻ với bạn một điều rằng là có ảnh hưởng. Vì sao nó ảnh hưởng? Nó ảnh hưởng về những yếu tố sau. Ở đây mình chia sẻ với bạn có 4 yếu tố. Và nó còn nhiều yếu tố sau nữa. Tức là yếu tố đầu tiên về SEO. Tức là khi bạn đổi tên kênh thì chắc chắn một cái điều rằng là bạn sẽ phải SEO cái kênh đó để làm sao đạt được hiệu quả cho nhiều người xem. Đây là một số cái vấn đề nhiều bạn hỏi chứ anh ơi em vừa ấy có một kênh mới, em đổi tên kênh sao nhưng em tìm thứ hạng không thấy em ra. Cho dù em gõ cả tên kênh của em cũng không thấy em ra. Thì các bạn thì thấy rằng là nó đang chưa index, Và rồi Google hay YouTube họ cũng chưa cập nhật được cái nội dung đó, cho nên là không gõ ra là chuyện bình thường. Và bên cạnh đó các bạn cũng không biết cách để có thể thực hiện làm sao để gõ ra như vậy, cho nên nó ảnh hưởng vấn đề về SEO. Tiếp theo cái vấn đề về kênh, về vấn đề về đề xuất kênh và vấn đề đề xuất nội dung, thì bạn thấy rất là ở đây là có hai cái vế, tôi trả lời hai cái vế này thành một, đó là đổi kênh ảnh hưởng hay không và đổi chủ đề YouTube ảnh hưởng hay không. Thì đổi hai thứ này đều ảnh hưởng về đề xuất kênh và đề xuất nội dung. Tức là khi các bạn đổi thì bạn thấy rằng là đổi tên kênh của bạn thì YouTube họ đang index và sắp sửa họ chia sẻ cái chủ đề đó của bạn cho những người khác họ cùng xem, thì bạn lại đổi mất tên kênh đi, thì lúc đó kênh của bạn đã mất độ chớt rồi. Và rồi ngay chính hay mà bản thân bạn khi bạn đổi nội dung của bạn đang làm về cuộc sống rất là hay, đùng một phát bạn vào bạn chơi game, và rồi chơi game xong đùng một phát bạn lại đổi sang một cái chủ đề khác, thì bạn thấy thế là những cái thứ đó nó rất là ảnh hưởng cho cái việc đó là kênh của bạn có độ chớt khi họ index, họ đề xuất cho các bạn. Và rồi khi họ đề xuất thì bạn thấy rằng có rất là nhiều cách mà đề xuất nữa, mà kênh của bạn đang yếu cái độ chớt như thế và nội dung của bạn lại đang khá là tạp nham, thì cái tỷ lệ mà mất đề xuất kênh và mất đề xuất nội dung ấy, nó cực kỳ cao, và nó khiến cho các bạn lại chán. Tiếp theo đó là nó ảnh hưởng về vấn đề thương hiệu. Vấn đề thương hiệu này nó chỉ là một phần, đó chính là khi các bạn làm về những nội dung kiến thức chẳng hạn, hoặc là khi các bạn làm về những cái thương hiệu về bán hàng đó, bạn đổi cái tên kênh của bạn đi hay đổi những nội dung đi, thì chắc chắn là khán giả trong đấy ấy, họ sẽ không hứng thú và họ sẽ bỏ. Rồi làm nó ảnh hưởng về kênh, như là tôi đã nói về ảnh hưởng về độ chớt, và tôi cũng nói thêm về cái thương hiệu. Nếu như thương hiệu mà các bạn làm mà người ta theo dõi bằng ID như tôi ấy, đấy, cho dù có đổi thành tên ai đi chăng nữa hay đổi thành cho đi chăng nữa, người ta cũng biết là kênh tôi là kênh nào. Còn nếu như các bạn đi làm về những cái nội dung mà để kiếm view ấy, thì chắc chắn là khi các bạn đổi thứ đó ấy, thì bạn sẽ bị một số yếu tố nó nhẹ nhẹ thôi. Nhưng chắc chắn là cái yếu tố ảnh hưởng của nó ấy, nó cũng còn phụ thuộc vào nó là kênh đó là kênh bật kiếm tiền hay kênh đó là kênh tắt kiếm tiền nữa. Đó, nó có rất là nhiều những yếu tố, và phân tích về vấn đề ảnh hưởng thì nó nói chung là ảnh hưởng toàn diện, nhưng ở đó nó ảnh hưởng nhiều hay ít thì nó còn phụ thuộc vào cái nội dung. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở cái câu hỏi thứ 5 này. Và câu hỏi thứ 5 này cũng là một cái câu hỏi cuối thôi. Và thì mong rằng là cái nội dung video hôm nay đã chia sẻ với bạn những cái điều hữu ích, và lúc đó bạn thấy rằng là trong 5 câu hỏi này thì có khá là nhiều mẹo mà các bạn đang áp dụng để thành công trên YouTube. Thì chúng ta thấy rằng là cái thứ gì mà chúng ta áp dụng được thì chúng ta nên áp dụng, cái thứ gì không áp dụng được chúng ta nên bỏ và nên chấm dứt, để rồi chúng ta có một cái điều nó xanh sạch đẹp hơn trên YouTube. Và rồi hôm nay thì kết thúc video tại đây, và rất là cảm ơn bạn theo dõi video. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời, và đừng quên nhấn like, share, chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem để họ có thể biết tới nội dung của cái channel CBT. Xin tạm biệt tất cả các bạn.